Chào anh em nha. Em dư cái con Kia Morning đời 2012. Xe này thì anh em khỏi phải lo. Keo chỉ còn nguyên zin hết. Xe chính chủ đàng hoàng, do em đứng tên luôn. Em bán chỉ cho khách nào thiện chí thôi, khách mua. Chứ em không có tiếp cò lái. Anh em lưu ý ha. Xe màu đỏ đúng như trong giấy tờ luôn. Em thì không rành gì xe, tại vì em muốn lên cái con bán tải nên em muốn nhượng lại cái con này. Em ít đi lắm, có khi cả tuần thì mới chạy một lần. Nhìn thấy sân cũng chật, tại vì em bán hàng điện tử cho nên là không có. Bán tại nhà ít có đi ra ngoài. Xe keo chỉ còn nguyên zin đầy đủ. Em mới lắp cái màn hình cảm ứng cái màn hình Android. Đây, anh em coi. Cho anh em cứ tới coi thoải mái. Nhưng mà em không có tiếp cò lái nha. Giá cả thì alo cho em. Đây. Bảo đảm anh em tới là không có chê được cái gì hết. Xe cuối 2011, 2012. Nhiều khi có ngoài mưa ngoài gió, em để hôm qua hôm nay mưa nó tạt dư. Máy móc thì im ru, cứ yên tâm. Chìa khóa. Lấy cái chìa khóa xe giùm anh. Để mở máy cho anh em xem ha. Màn hình Android mới lắp. Ừ đó đó. Mới mua cái thảm. Sao mà chết? Mèo ở đâu vô đó vậy? Bị mắc mưa hả gì? Còn sống không? Cứu nó đi để tội. Anh em coi máy móc in ru. Nhạc lo rồi in ru. Trời, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ mình với số điện thoại ở phía dưới nha. Số điện thoại để phía dưới. Nói chung là em không rành gì xe nên em không có biết nói gì nhiều. Em chỉ quay tổng quan xe cho mọi người xem vậy thôi. Xe này anh em mua về chạy thì ok rồi. Cho nên là lưu ý giùm em không bán qua cò lái. Em chán mấy ông cò lái. Khi lại không, với lại phần em cũng không có thời gian để tiếp nhiều anh em cò lái, cũng thông cảm. Anh em nào mua chạy cứ tới thử máy móc rồi các kiểu.
kiểm tra keo chỉ kiểu, còn cái kiểm định thì nó còn tới tháng 6 2020. Rồi ok, em sẽ ghi số điện thoại em ở phía dưới nha, anh em cứ coi. Rồi, cảm ơn.